danh sắc tương quan liên hệ. Vua hỏi, Đại Đức đã nói đến danh sắc, vậy cái gì là danh, cái gì là sắc? Thưa, phàm vật gì mắt thấy được, sờ nắm được, xúc chạm được, cái ấy được gọi là sắc pháp. Cái gì có tính trừu tượng như tâm vương, tâm sở, thuộc ý niệm, tư tưởng thì gọi là danh pháp. Tại sao các danh pháp thì có tạo tác đến đời sau, còn sắc pháp thì không? Chẳng phải thế đâu, Tâu Đại Vương. Hai pháp danh sắc này tương quan, tương liên với nhau. Danh phải nương gá vào sắc, sắc phải nhờ danh mới hiện hữu để cấu tạo thành một sanh mạng. Chúng luôn luôn đường nhau, không từng lìa nhau bao giờ. Xin cho nghe ví dụ. Ví như một cái phôi trứng, ban đầu nó trong và ướt, sau đó nó đặc sệt, dần dần tượng hình thành quả trứng, rồi nở thành chim, thành con gà. Cái phôi thai ban đầu ấy sở dĩ có được là do nhờ thức tái sanh là danh, nương gá vào sắc chất là sắc của gà mà tạo nên mầm sống. Trong mầm sống ấy đã có danh và sắc nương gá lẫn nhau, tương quan, tương liên với nhau, đồng sanh, đồng hiện hữu, đã từ vô thủy đến nay rồi, trải qua thời gian dài vô tận. Hay lắm! Thời gian và không còn thời gian. Đức vua lại hỏi tiếp. Đại Đức vừa nói đến thời gian, rồi lại còn nói thời gian dài vô cùng tận. Điều ấy được hiểu như thế nào? Thưa, thời gian thường trải qua ba thị: quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ thì vô thủy, nghĩa là không có khởi đầu. Vị lai thì vô chung, có nghĩa là không có chấm dứt. Nên nói quá khứ, vị lai đều vô cùng, vô tận. Còn hiện tại thì chỉ là cái chớp mắt thoáng trôi. Đại Vương nên có ý niệm về thời gian như vậy. Cả ba thì quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là thời gian. Và thời gian này luôn luôn hiện hữu và chi phối tất cả chúng hữu tình. Có phải vậy không, thưa Đại Đức? Có khi có khi không, Tâu Đại Vương. Trường hợp nào không có thời gian, không còn thời gian? Trường hợp những người đã dập tắt tất cả pháp hành, tức là pháp hữu vi, tạo tác, đã chấm dứt mọi nguyên nhân sanh tử, thì không còn diễn tiến trong thời gian, không còn bị quy định trong thời gian, không còn bị chi phối bởi thời gian. Nói cách khác, các vị thánh nhân đắc đạo, họ sống không có thời gian, họ vô sanh vậy. Trường hợp nào là có? Trường hợp tạo tác, còn pháp hành, còn cây nhân thiện ác, nhất là còn thọ nhận quả báo từ đời này sang kiếp kia là còn thời gian. Nói cách khác, thời gian đồng nghĩa với tử sinh và luân hồi vô tận vậy. Rõ ràng lắm, tri ân Đại Đức. Nguyên nhân của thời gian. Đức vua hỏi, thưa Đại Đức, phàm cái gì có quả thì phải có nhân. Vậy nguyên nhân đâu mà có thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai? Na Tiên Tỳ Khưu nói,
Đại vương đặt câu hỏi hay lắm. Trước khi trả lời, đại vương cho phép Bần Tăng được hỏi lại ít câu. Đại đức cứ hỏi: muốn chấm dứt thời gian thì phải làm sao? Là phải chấm dứt pháp hành Sankhara, pháp hiểu vi, pháp tạo tác, pháp cấu sanh, vân vân, như đại đức đã trả lời trong câu hỏi trước. Đúng thế. Vậy muốn chấm dứt pháp hành ấy thì phải làm sao nữa? Thì phải chấm dứt vô minh, vì vô minh sinh hành, như Đức Thế Tôn đã thuyết. Đúng thế. Và như vậy, câu hỏi của đại vương đã được đại vương tự trả lời rồi. Đức vua cười ha hả: khéo lắm, nhưng xin đại đức giảng giải cho rõ ràng hơn một tí. Có thể được, tâu đại vương. Có thời gian là vì còn bị pháp hành chi phối. Pháp hành là do vô minh mà có. Vậy muốn chấm dứt thời gian thì phải chấm dứt vô minh. Từ vô minh, chúng ta sẽ lần theo tiến trình sinh tử ấy như sau. Vô minh là tình trạng bất giác, thiếu tỉnh thức, thiếu sáng suốt, nên khởi tâm vọng động, tạo nên hành. Và hành chính là ái, thủ, hữu quá khứ. Do hành nghiệp mà phát sinh năng lực, đưa tâm nương gá nơi bào thai. Kết sanh thức, tức là danh, cộng với tinh trùng và noãn châu là sắc. Kết hợp danh sắc hiện rõ chức năng sáu căn để nhận thức sáu trần là lực nhập. Khi có sáu giác quan của một chúng sinh ra đời, tùy đối tượng nhận thức mà phát sanh nhãn xúc, nhĩ xúc, vân vân, ý xúc. Từ đây có các cảm thọ khổ ưu, hỷ lạc, và xả là thọ. Có thọ liền có tham sân si, tức là ái. Có ái, chấp thủ tạo nên các thủ như dục thủ, kiến thủ, ngã thủ và giới cấm thủ. Thủ là sức mạnh tạo thành nghiệp, hữu, thiện, bất thiện và bất động. Hữu là lực tạo tác để trở thành ba hòa, nghĩa là tạo năng lực để hiện hữu trong tương lai, rồi thức tái sanh kết hợp với sắc pháp là tinh trùng và noãn châu, tạo tác nên một chúng sanh mới, chịu sự chi phối của già chết và sầu bi, khổ ưu não, vân vân. Và tiến trình của 12 duyên khởi này chính là tiến trình sinh tử không đầu, không đuôi, kéo dài đến vô tận, chẳng thể phanh ra đầu mối. Tìm kiếm nguồn gốc đầu tiên của chúng sanh, của thời gian, là một việc làm không thể được, tâu đại vương. Cảm ơn đại đức đã giảng giải rất tận tường. Thời gian tối sơ. Đức vua hỏi tiếp: đại đức vừa nói là không thể phanh ra nguồn gốc của thời gian, tức là không thể tìm ra thời gian tối sơ. Điều ấy trẫm hiểu, nhưng trẫm muốn nghe ví dụ. Ví dụ như trái cây. Trái chín rụng, hạt rơi xuống, thành cây khác, trái khác, và cứ thế tiếp tục đến vô cùng, vô tận. Đại vương, có thể nào tìm ra gốc nguồn của trái cây kia chăng? Không thể được. Cũng thế, là thời gian tối sơ của chúng sanh, chẳng thể tìm được, tâu đại vương. Xin cho nghe ví dụ khác. Ví dụ, trứng gà ấp nở ra gà, gà con thành gà mẹ, lại đẻ trứng ấp nở ra bầy gà con, gà con lớn lên đẻ trứng, ấp nở ra gà nữa,
và cứ thế tiếp tục đến vô cùng vô tận. Đại vương có thể nào tìm ra gà sinh trứng, hay trứng sinh gà? Có thể tìm ra nguồn gốc của con gà kia chăng? Không thể được. Cũng thế là thời gian tối sơ của chúng sanh, chẳng thể phanh tìm được, tâu đại vương. Xin cho nghe ví dụ nữa. Nà tiên tỳ khưu vẽ theo cái hình bánh xe rồi nói: Đại vương có thể chỉ cho bần tăng thấy chỗ nào là điểm khởi đầu trên cái hình bánh xe này chăng? Thưa, chẳng thể. Cũng như thế, đó là điểm bắt đầu của chúng sanh, chẳng thể tìm ra, tâu đại vương. Trong vòng tử sanh, sanh tử ấy giống như bánh xe này, không đầu, không đuôi. Chúng sanh lui tới, vần xoay mãi mãi không ngừng. Đức Thế Tôn đã giải thích về điều ấy như sau: Khi có mắt và có sắc thì có nhãn xúc, có nhãn xúc liền có các cảm thọ khổ, lạc và xả, có các cảm thọ liền có ái phát sanh, có ái liền có thủ, có thủ liền có hữu, tức là tạo nghiệp. Có tạo nghiệp nên phải sanh trở lại để nhận quả báo. Khi có tai và có âm thanh thì có nhĩ xúc, có nhĩ xúc liền có các cảm thọ, có thọ liền có ái, có thủ, có hữu, tức là tạo nghiệp thiện ác hoặc bất động. Có tạo nghiệp nên phải sanh trở lại để thọ nhận quả báo. Cũng giống như thế với mũi và hương, lưỡi và vị, thân và vật xúc chạm, ý và pháp. Tất cả chúng là những tác động, là nhân, là duyên đưa đến tái sanh, tương tục vận xoay không gián đoạn, vô thỉ, vô trùng. Như thế thì làm thế nào tìm ra được đầu mối của sinh tử, thời gian tối sơ, nguyên nhân đầu tiên của chúng sanh được, hở đại vương? Thưa, quả vậy. Có rồi không, không rồi có. Đức vua hỏi: Thời gian tối sơ không thể phân tìm được, điều đó thì trẫm lãnh hội rồi. Nhưng thời gian tối sơ ấy có thể nào khi có, khi không chăng, hả đại đức? Đúng là như thế, tâu đại vương. Xin đại đức nói cho rõ hơn. Ví như có một giống cây, chưa mọc thì chưa có, đến khi người ta đem giống ấy trồng tỉa nên cây, hoa, lá, trái. Như thế được hiểu, trước đây là không, mà bây giờ là có vậy, tâu đại vương. Thế còn từ có mà trở thành không? Cũng tương tự như thế, có một giống cây, trước đây mọc đầy rừng, đầy đất, không biết có mặt từ bao giờ, nhưng bây giờ thì hoàn toàn mất hẳn, diệt hẳn. Vậy là có mà trở thành không đấy, tâu đại vương. Pháp hành thì sao? Đức vua hỏi: Thế còn pháp hành Sankhara thì sao hả đại đức? Pháp hành, pháp hữu vi đã sanh rồi thì nó cứ sanh mãi, tương tục mãi như thế. Xin đại đức giảng cho rõ. Pháp hành này phải được hiểu là những pháp cấu tạo ở trong tâm. Đại vương đã từng hiểu 12 duyên khởi rồi thì cứ từ cái duyên khởi ấy mà suy ra. Khi có lục căn, lục trần thì có lục xúc, có xúc thì có thọ, ái, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ ưu não,
Khi thọ mãn chấm dứt thì nghiệp lực tạo sức mạnh cho thức tái sanh đi tìm cảnh giới mới. Như thế thì pháp hành là ái, thủ, hữu, đã sanh rồi thì sanh sanh đến vô tận, theo vòng luân hồi tử sanh của chúng sanh vậy. Trẫm hiểu, nhưng Đại Đức có nói là có thể chấm dứt pháp hành ấy, nghĩa là có thể từ có mà trở thành không. Đúng thế, xin Đại Đức giảng giải. Điều ấy Đại Vương hiểu rồi mà, nghĩa là nếu không có vô minh thì không có hành. Chấm dứt hành thì không có thức đi tìm cái cảnh thú tái sanh để cấu tạo nên danh sắc mới, vân vân. Cứ thế mà suy diễn ra, nếu 12 duyên khởi không còn tồn tục được thì vòng luân hồi tử sanh ấy sẽ chấm dứt. Pháp hành từ có mà trở thành không là vậy, Tâu Đại Vương. Hay vậy thầy. Tự nhiên sanh. Thế có vật gì mà do tự nhiên sanh hả Đại Đức? Không có vật gì trên thế gian này mà do tự nhiên sanh cả, Tâu Đại Vương. Thế sao Đại Đức bảo có vật từ không mà thành có? Tỳ Khưu Na Tiên mỉm cười. Trước đây khi dẫn quân đi chinh chiến, Đại Vương có ở trong cung điện này chưa? Thuở ấy chưa có cung điện này. Rồi sao lại có? Khi lập kinh đô, trẫm mới làm cung điện. Đại Vương làm như thế nào? Trẫm cho người sang bằng đất, chở đá sỏi từ nơi khác đến, chò lấy gỗ trong rừng và để thợ mộc làm cột, kèo, đòn tay, chạm trổ, vân vân. Sau đó làm thành quách, cửa ngõ, lối đi, trồng cây, đào ao hồ, nuôi chim, thả cá, vân vân. Thế thì cung điện này đâu phải do tự nhiên sanh mà do chính công kiến tạo, tập kết vật liệu, sức người làm, đá, sỏi, vôi, đường, vân vân. Tất cả chúng kết hợp lại mới thành cung điện, phải thế chăng? Đúng như thế. Cũng thế, không có thể trở thành có, nhưng có ấy không phải tự nhiên sanh mà do sự cấu tạo, kết hợp nhiều yếu tố, nhiều phụ liệu khác mà thành, Tâu Đại Vương. Xin cho ví dụ. Ví như hạt lúa có thể trở thành cây lúa không hở Đại Vương? Nếu như nó không có đất, nước, ánh sáng, phần, công chăm sóc, thời gian và ý niệm trồng lúa của người chủ ruộng, không thể thành cây lúa được nếu thiếu các yếu tố, điều kiện đi sau. Cũng thế ấy, chẳng có vật gì do tự nhiên sanh, do tự nó sanh, mà do sự kết hợp nhiều yếu tố, nhiều điều kiện khác, Tâu Đại Vương. Xin cho ví dụ nữa. Ví như đất sét có thể trở thành đồ gốm không hả Đại Vương? Không thể được. Đất sét mang về phải lấy nước nhồi cho nhuyễn, xong rồi phải nặn thành cái nồi, niêu, chén, bát, vân vân. Kế nữa phải có củi lửa bỏ vào lò nung cho chín, ấy mới thành đồ gốm dùng được. Thế rõ ràng là nó chẳng do tự nhiên sanh mà do sự kết hợp của nhiều yếu tố, nhiều điều kiện vậy. Đại Đức còn ví dụ nào nữa chăng? Có thể được. Ví dụ như người gãy đàn, nếu không có dây, phím, da bịt, thùng gỗ, vân vân, thì âm thanh có thể vang tiếng được không, Tâu Đại Vương? Cây đàn âm thanh như thế cũng không phải tự nhiên sanh, nó cần nhiều yếu tố và điều kiện vậy. Có người muốn cưa cây lấy lửa
nhưng y không có hai thanh gỗ, không có bùa nhùi, không có cả người cưa, thì có thể tạo ra lửa không hỡi đại vương? Thưa không. Ví như người có kính thủy tinh, có ánh nắng mặt trời, lại có người cầm kính ấy chiếu lên đống cỏ khô, rơm khô, thì có thể tạo ra lửa được chăng? Thưa được. Ví như có gương soi, có người đứng trước gương, có ánh sáng, thì có hình người hiện ra trong gương không? Tâu đại vương. Thưa có. Hết thảy mọi sự việc trong thế gian đều y như thế. Chẳng có cái gì do tự nhiên sanh, phải cần các yếu tố, điều kiện kết hợp lại mà thành. Nói cách khác, vạn pháp muôn loài đều do nhân duyên sanh vậy, Tâu đại vương. Hay lắm, trẫm đã hoàn toàn lãnh hội.